得的东西。我一定会坚持到成功的那一刻。唐三，trong trailer tập 212 của Đấu La Đại Lục, Đại Minh, Nhị Minh cuối cùng cũng đã tới lúc phải hiến tế. Sau khi hy sinh, Đường Tam cũng trực tiếp trở thành phong hào Đấu La trẻ tuổi nhất trên Đại Lục. Đại Minh, Nhị Minh không sợ chết. Trước khi hy sinh, chúng có một yêu cầu. Yêu cầu này cũng là tâm nguyện của Đường Tam, phục sinh Tiểu Vũ, để linh hồn và thể xác của Tiểu Vũ được hòa nhập hoàn toàn. Đại Minh, Nhị Minh bị trúng độc của Bỉ Bỉ Đông không thể sống lâu thêm. Cả hai đã có một cuộc trò chuyện với Đường Tam như những người đàn ông. Họ thổ lộ nỗi lòng của mình với Đường Tam. Chúng nói cả hai đều đã từng thích Tiểu Vũ. Lúc đầu, Đại Minh và Nhị Minh không thích Đường Tam. Trước đây chưa bao giờ coi Đường Tam là người một nhà. Nhưng sau thử thách này, chúng thấy rõ bản chất của Đường Tam, chúc phúc cho Đường Tam và Tiểu Vũ sống hạnh phúc mãi mãi. Để bày tỏ quyết tâm hồi sinh Tiểu Vũ, Đường Tam không do dự, với hải thần tam xoa kích trong tay, trực tiếp cắt đứt cánh tay phải, nơi mà hồn cốt của Tiểu Vũ ở đó. Muốn phục sinh Tiểu Vũ, cần phải trả lại hồn cốt cho Tiểu Vũ. Bởi điều này, Đường Tam đã dùng tam xoa kích chặt đứt cánh tay mà không hề do dự. Cắt đứt hồn cốt, đây là một điều mà hồn sư cực kỳ sợ. Ở đây cũng có người thắc mắc, tại sao Đường Tam lại dùng thần khí để chặt đứt cánh tay? Nếu như sử dụng sức mạnh bình thường, cánh tay phải của Đường Tam sẽ khó chặt đứt. Cơ thể của Đường Tam vốn rất cường tráng, hơn nữa còn sở hữu hồn cốt xương đùi phải của Lam Ngân Hoàng. Chỉ có hải thần tam xoa kích mới có thể trực tiếp cắt đi mà không cần đến lần thứ hai. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, Đường Tam tự chặt cánh tay của mình cũng phải đối mặt với những mối đe dọa chết chóc. Khi Đường Tam chặt đứt cánh tay phải của mình, có thể sẽ khiến hắn không thể trở thành phong hào Đấu La. Đường Tam chưa đạt cảnh giới 90 cấp, không thể so sánh được với Đường Hạo. Nếu như không phải phong hào Đấu La, cố ý lấy ra hồn cốt, sẽ dẫn đến cái chết. Sau khi thấy Đường Tam quyết tâm như vậy, Đại Minh, Nhị Minh rất ngưỡng mộ Đường Tam. Vì vậy, không cần nói gì thêm, cuộc hiến tế đã sẵn sàng. Đại Minh, Nhị Minh đang chết dần chết mòn do nhiễm độc. Nếu họ không nhanh, sợ rằng thậm chí không còn sức để hiến tế. Điều đáng nói ở đây, Đại Minh, Nhị Minh lần lượt trở thành hồn hoàn thứ 9 của Lam Ngân Hoàng và cái hồn hoàn đầu tiên của Hạo Thiên Trì. Cùng lúc đó, hồn cốt của Đại Minh cũng được gia tăng trên cánh tay phải của Đường Tam, hồn cốt của Nhị Minh được gắn trên cánh tay trái của Đường Tam. Như vậy, Đường Tam đã tránh được nguy cơ tụt cấp. Nói tới đây, Đường Tam không những không bị giáng cấp, thay vào đó, sau khi hấp thụ hai cái hồn hoàn 10 vạn năm của hai vị xâm lâm chi vương, hình ảnh hiến tế cực kỳ đẹp mắt đã diễn ra, hiệu ứng đặc biệt của sự hy sinh thật tuyệt vời. Vì lẽ đó, Bỉ Bỉ Đông cũng có thể cảm nhận rõ ràng điều này từ xa. Hai hồn thú hiến tế cho Đường Tam, nhưng bà không thể ngăn cản, đã quá muộn. Bỉ Bỉ Đông thiệt hại hai phong hào Đấu La, cộng thêm bị thương nặng, mối thù này bà cực kỳ hận trong lòng. Sau khi Đường Tam đạt cảnh giới phong hào Đấu La, hắn cũng không vui. Đây vừa là nỗi buồn, vừa là nỗi đau. Nếu như đó là hồn hoàn của hồn thú tà ác, Đường Tam chắc chắn sẽ rất hào hứng. Nhưng Đại Minh, Nhị Minh là huynh đệ của Tiểu Vũ, sự hy sinh của họ sẽ mang lại cho Tiểu Vũ rất nhiều thiệt hại tinh thần. Cho dù Tiểu Vũ không trách Đường Tam, hắn cũng cảm thấy rất buồn.